Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 26 tháng 6 của Dusan Vina. Bản tin trưa nay sẽ có những tin chính sau đây. Cập nhật tiến độ sản xuất 3 cẩu AMQC số 10, 11 và 12. Cấp phát 6.361 liều thuốc sử dụng cho người lao động và người thân người lao động. Giải thi đấu bộ môn đẩy tạ lần thứ 2 đã tìm ra người chiến thắng. Sau đây là nội dung chi tiết. Trước hết, mời các bạn đến với những hình ảnh cập nhật mới nhất về tiến độ lắp ráp 3 cẩu trục chạy ray cuối cùng trong dự án BMCT cho khách hàng Bharat Mumbai Container Terminal Ấn Độ. Đây là 3 cẩu trục cuối nằm trong dự án gồm 12 chiếc được ký kết với khách hàng Bharat Mumbai Container Terminal Ấn Độ và chính thức bắt đầu sản xuất vào tháng 4 2016. Đến nay, nhà máy MHS đã hoàn tất xuất khẩu 9 cẩu trục và các cẩu trục này hiện đang được vận hành thương mại tại thương cảng Sầm Út BMCT. Trong khi đó, 3 cẩu trục cuối số 10, 11 và 12 đang dần được hoàn thiện bởi các công nhân có tay nghề kỹ thuật cao của nhà máy MHS với sự hỗ trợ của một số công nhân của các nhà thầu phụ. Hiện nay, 3 cẩu trục AMQC này đã lắp ráp được gần 20% chặng đường và theo kế hoạch, chúng sẽ được xuất khẩu vào tháng 9 2019, kết thúc dự án. Với sự khổng lồ của cẩu trục cả về trọng lượng lẫn kích thước nên thời gian chế tạo và lắp ráp cũng khá lâu. Trung bình mỗi cẩu tốn khoảng 50.000 man-hour và được thực hiện trong khoảng 8 tháng. Mỗi cẩu trục nặng đến 1.480 tấn, cao 73,8 m, dài 114 m và rộng 26 m. Chúng có thể bốc các container hàng hóa trọng tải hơn 65 tấn từ tàu lên bờ và ngược lại. Đây là một trong những sản phẩm của Dusan Vina được đưa vào danh mục các thiết bị cơ khí trọng điểm của Việt Nam bên cạnh lò hơi và lò hơi thu hồi nhiệt cho các nhà máy nhiệt điện, thiết bị xử lý nước biển thành nước sinh hoạt và thiết bị xử lý hóa chất cho các nhà máy lọc hóa dầu. Những sản phẩm này hiện đang được chính phủ quan tâm tạo điều kiện phát triển. Lâu nay, khi nói đến chuyện nhiễm dung sáng, nhiều người vẫn cho rằng chị trẻ em mới bị. Và cũng từ suy nghĩ này mà nhiều người chỉ quan tâm đến việc tẩy dung cho trẻ em. Trên thực tế, bất kỳ ai cũng có thể bị nhiễm dung và cần tẩy dung định kỳ. Vì lẽ đó mà công ty Dusan Vina hàng năm cứ định kỳ 6 tháng một lần đều tổ chức phát thuốc tẩy dung cho tất cả người lao động và mở rộng đối tượng đến người thân của người lao động để không chỉ giúp người lao động đảm bảo sức khỏe mà còn góp phần phát triển sức khỏe cộng đồng. Năm nay, tổng cộng 6.361 liều thuốc sử dụng hiệu Benda vừa được phòng y tế cấp phát cho toàn bộ người lao động và thân nhân của họ. Định kỳ 6 tháng một lần là công ty Dusan Vina đã cấp thuốc sử dụng cho tôi và gia đình tôi nên tôi rất yên tâm về vấn đề sử dụng sáng cho gia đình tôi. Đây là hoạt động thường niên và định kỳ 6 tháng một lần, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động không mất công theo dõi cho bản thân và người thân. Trong đó, tỷ lệ người lao động chỉ chiếm 25%, còn lại 75% là người thân của người lao động. Đi kèm thuốc thì nhân viên y tế của công ty cũng hướng dẫn rõ cách sử dụng và một số điều lưu ý sau khi uống. Nhiễm dung sáng là tình trạng phổ biến ở các vùng có khí hậu nhiệt đới ẩm. Ở nước ta, ý thức của một bộ phận người dân còn chưa cao, khiến nguy cơ này càng gia tăng. Những loại dung sáng thường gặp nhất là dung đũa, dung tóc, dung móc, dung kim. Ngoài ra còn có một tỷ lệ nhiễm dung lương, dung đũa chó và đây là những loại dung khó trị, không thể tẩy sổ một liều duy nhất. Đây là năm thứ 9 liên tiếp Dusan Vina cấp phát thuốc tẩy dung và tổng cộng đã có 101.229 liều được cấp phát kể từ tháng 4 năm 2010 đến nay. Hưởng ứng tháng hoạt động câu lạc bộ và chào mừng giải cúp bóng đá quốc tế lao động lần thứ 2, câu lạc bộ Thể Hình đã tổ chức giải thi đấu môn đẩy tạ vào tối ngày 13 tháng 6 cho các thành viên. Tham gia giải lần này có 8 thành viên, chia làm 3 hạng cân với các mức tạ khác nhau là hạng cân dưới 55kg nâng mức tạ 40kg, hạng cân từ 55 đến 60kg nâng mức tạ 50kg và hạng cân trên 60kg nâng mức tạ 60kg. Tại hạng cân dưới 55kg có 4 lực sĩ tham gia, trong đó Đinh Văn Rạng MHS được đánh giá cao và anh đang là đương kim vô địch ở hạng cân này. Và không nằm ngoài dự đoán khi Đinh Văn Rạng tiếp tục thể hiện sức mạnh với 23 lần nâng, vượt mức nâng năm trước 2 lần và bỏ xa người đứng sau anh tới 10 lần. Anh đã giành ngôi vô địch một cách xứng đáng. Với hạng cân từ 55 đến 60kg có 3 lực sĩ tham gia thi đấu. Với mức tạ là 50kg nhưng có vẻ đã không mấy làm khó các vận động viên.
Chung cuộc, lực sĩ Nguyễn Văn Tính Water đã giành chiến thắng với 22 lần nâng, phá kỷ lục năm trước là 15 lần của Bùi Quốc Phong Water. Riêng tại hạng cân trên 60kg, lực sĩ Nguyễn Tấn Vũ MHS đã lên ngôi vô địch với 19 lần nâng, vượt qua mức kỷ lục của chính anh trong mùa trước 3 lần và bảo vệ thành công ngôi vị đương kim vô địch của mùa giải trước. Tiếp tục bản tin trưa hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng xem một đoạn phim ngắn về giáo dục an toàn trong lao động, sản xuất và sinh hoạt hàng ngày và một đoạn clip ngắn về các khoảnh khắc thể thao đáng nhớ. Bản tin trưa nay của Dusan Vina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời các bạn truy cập vào website youtube.com với từ khóa Dusan Vina DVTV V9N44. Đồng thời các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin về Dusan Vina thông qua các mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và Issue với từ khóa Dusan Vina. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.